Thưa quý khán giả, chúng tôi thuộc chương trình văn hóa nhân bản đạo Việt. Hôm nay chúng tôi được gặp nghị viên Bùi Phát thuộc thành phố Garo. Ông cũng là một trong những người mà năng động trong cái việc mà chống đối cái chuyện mà Riverside kết nghĩa với Cần Thơ. Vậy thì xin ông cho biết là cái việc hoạt động các nơi mà để chống đối nó đi đến đâu đó. Vâng, hiện giờ đó là thành phố Riverside họ đã gỡ cái bảng có cái bảng tên đường mà có cái chữ Cần Thơ và lá cờ đỏ sao vàng, họ đã gỡ xuống bởi vì họ biết rằng cái điều đó nó gây sự phẫn uất cho người đồng hương của chúng ta. Tuy nhiên họ vẫn chưa có thay đổi cái việc đã kết nghĩa với thành phố Cần Thơ. Hiện giờ chúng ta có ba người nghị viên của thành phố Riverside muốn hủy bỏ cái việc kết nghĩa đó và có khoảng 3 người là nhất quyết không muốn thay đổi, còn 2 người lại thì chưa có nói rõ các lập trường. Chúng tôi trong những thời gian gần kể đến sau khi Tết xong thì sẽ bắt đầu tiếp xúc để mà vận động. Nếu chúng ta có được 5 người trong 8 người nghị viên của thành phố Riverside mà đổi ý và muốn hủy bỏ cái thành điểm kết nghĩa đó thì tự động nó sẽ tiêu tan ngay. Ở Hoa Kỳ, thành phố họ theo cái vấn đề dân chủ, thành ra bất cứ khi nào chúng ta có cái đa số của thành phố muốn thay đổi thì là cái việc thay đổi nó sẽ hiện thực được. Chúng tôi cũng đã thấy có nhiều thành phố ở xung quanh, từ thành phố Westminster, Santa Ana, Fountain Valley và rất nhiều các vị dân cử liên bang, tiểu bang cũng như là quận hạt đã viết thư thúc đẩy thành phố, hội đồng thành phố Riverside hãy suy nghĩ lại và hãy để có một cái cuộc trưng cầu dân ý để chúng ta có thể trình bày được lý do tại sao không nên kết nghĩa với Cần Thơ. Với nghị viên có nói về tất cả các thành phố ở Little Sài Gòn nhưng mà chưa nói về Garden Grove, vậy tình trạng Garden Grove làm sao? Là thành phố Garden Grove đã gửi một bức thư chính thức yêu cầu thành phố Riverside hãy cứu xét lại và hãy hủy bỏ cái việc kết nghĩa với Cần Thơ. Thì cái bức thư đó đã gửi vào thứ Sáu cách đây một tuần. Và trên bức thư đó thì có 4 chữ ký của 4 nghị viên đã cùng đồng ý để mà viết bức thư đó yêu cầu thành phố Riverside hãy thay đổi ý. Chúng tôi rất tiếc là thị trưởng của thành phố Garden Grove là ông Nguyễn Quốc Bảo đã nhất định không chịu ký. Cho đến ngày hôm nay ông cũng vẫn chưa chịu ký. Tôi mong rằng là ông đổi ý và viết một cái bức thư để mà yêu cầu chúng ta. Đây là chúng ta không có phải là ép buộc và có ép buộc cũng không được, nhưng chúng ta cần phải yêu cầu thành phố Riverside hãy xem lại và đưa cái lý do chính đáng tại sao chúng ta yêu cầu cái việc đó. Đối với chúng tôi, thành phố Riverside có thể vẫn cứ tiếp tục trao đổi về vấn đề học vấn giữa các đại học. Tuy nhiên nếu mà chúng ta đi một cái bước mà xa hơn nữa là cái sự kết nghĩa giữa thành phố Riverside và Cần Thơ, nó cho chính quyền cộng sản, nhà cầm quyền cộng sản cái lý do bào chữa để mà nói với chính phủ Hoa Kỳ rằng có nhiều thành phố ở Hoa Kỳ kết nghĩa với chúng tôi là những thành phố tốt, là đất nước tốt, với những thành phố ở Hoa Kỳ mới kết nghĩa chị em với chúng tôi, và như vậy thì hãy bang giao như bình thường. Chúng tôi không nhất thiết cần phải cải thiện vấn đề nhân quyền, tôn trọng tự do cũng như là tôn trọng nghiệp đoàn, tôn trọng tôn giáo vân vân, là bởi vì các thành phố ở Mỹ đều kết nghĩa chị em với chúng tôi cả. Có lẽ là thưa nghị viên có thể cho chúng tôi biết về cái tình hình của dân cư dân tại Riverside đó, tức là địa phương đó thì cái cư dân Việt với cư dân Mỹ đó, họ có phản ứng như thế nào trong cái cuộc biểu tình vừa mới bắt đầu của quý vị? Đa số là cư dân người Mỹ là họ giữ một thái độ thầm lặng, họ không có quan tâm đến cái việc này. Riêng về cư dân Việt Nam của chúng ta đó thì ở thành phố Riverside có khoảng chừng chỉ có khoảng 1% là cư dân Việt Nam mà thôi. Thành thử ra vì vậy mà chúng ta đã không biết cái tin tức này sớm hơn. Nếu tôi rất tiếc là bởi vì nếu mà tôi nghĩ chúng ta biết trước chừng 3 tuần thì cái tình hình đã khác. Khi mà chúng tôi biết được thì là ngày hôm nay biết được thì ngày mai là họ đã ký giấy tờ rồi. Thành thử ra rất khó để mà có thể thay đổi ngay lập tức.
Chúng ta nhớ lại vào tháng 4 năm ngoái ở thành phố Irvine, thành phố Nha Trang cũng muốn kết nghĩa chị em với thành phố Irvine, và vì chúng ta biết sớm hơn được 2 tuần mà nó kịp cho chúng ta vận động các nghị viên trong thành phố Irvine để mà có cái đa số họ chống lại cái việc đó. Riêng trong trường hợp này bởi vì chúng ta đã biết quá trễ, chúng ta không có vận động kịp. Họ mới vừa ký xong thì nó rất là khó cho họ để họ bỏ cái hiệp ước đó liền ngay lập tức. Nhưng tôi mong rằng nếu mà chúng ta cứ tiếp tục thuyết phục và cho họ thấy cái vấn đề, thì tôi hy vọng là 6 tháng đến 1 năm sau chúng ta có thể thay đổi cái cục đó. Vâng, dạ thưa, có dư luận nói rằng chả lẽ là cho đến bây giờ cộng đồng Việt Nam cứ tiếp tục mà đuổi theo những cái chuyện mà hết thành phố này kết nghĩa với thành phố kia thì mình đều bị rơi vào thế thụ động. Vậy thì quý vị có một cái cách nào gọi là chủ động hay không? Dạ vâng thưa anh, thực sự ra ngay từ cái ngày mà chúng tôi biết được cái tin đó thì không, để tôi nói lại là ngay từ trước, ngay từ cái ngày mà tranh đấu ở thành phố Irvine, tôi đã nói với các bậc trưởng thượng rằng là chúng ta cần phải có một cái kế hoạch lâu dài, bởi vì chúng ta đã thấy là nhà cầm quyền cộng sản họ muốn kết nghĩa với nhiều thành phố lắm. Họ đã thành công với cái việc kết nghĩa với thành phố Portland và thành phố Oakland, họ cũng đã tìm cách kết nghĩa với thành phố Houston, thành phố Louisville ở tiểu bang Kentucky mà không thành công được. Thành thử ra Irvine cũng chỉ là một trong những cái bước tiến đó thôi. Thì tôi đã đề cao cái cảnh giác đó. Rất tiếc là cộng đồng chúng ta quá bận rộn vì nhiều công tác. Thành thử ra quý vị đó không dè là họ đã lén đánh du kích ở đằng sau đúng với Riverside. Thì bây giờ nhìn thấy cái bài học đó ngay từ cái ngày mà trong cái tuần lễ đầu mà chúng tôi ra tranh đấu ở Riverside đó, thì tôi đã tìm hiểu có 295 thành phố lớn ở Hoa Kỳ. Những thành phố này là có cái mức lớn từ ngang với lại thành phố Westminster với khoảng 100.000 cư dân trở lên, thì có 295 thành phố như vậy. Chúng ta cần phải có một cái kế hoạch cụ thể và khởi động để mà tìm cách liên lạc và trình bày cho 295 thành phố đó biết trước khi mà các thành phố của cộng sản họ qua, tìm cách họ liên lạc với những thành phố. Tôi muốn hỏi là trong một thành phố nó có một cái hệ thống liên lạc hàng ngang hay không? Có các thành phố tại Hoa Kỳ, ví dụ như ở Garo có thể là liên lạc hàng ngang với New York, liên lạc hàng ngang với Houston, thì có tính những điều đó hay không? Liên lạc có chứ thưa anh, tôi không biết là mà cấp bậc quốc gia như thế nào, nhưng mà riêng trong tiểu bang California đó thì chúng ta có hai cái hội của các thành phố thuộc tiểu bang Cali mà họ thường xuyên vẫn gặp gỡ với nhau. Chính ngày thứ hai và thứ ba này tôi cũng đi dự một cái buổi hội thảo của các hội thành phố trong tiểu bang Cali trên Sacramento, tức là thủ đô của tiểu bang Cali đó, thì tôi cũng sẽ nhân cái cơ hội này để mà gợi ý với một số những thành phố. Tuy nhiên cái việc quan trọng hơn là chúng ta cần có những cái dữ kiện, những dữ liệu để mà có thể gửi đến cho các hội đồng thành phố ở những tiểu khắp nơi để mà họ nắm rõ được cái vấn đề. Từ đó thì đối với Mỹ cái chuyện thông tin là cái chuyện quan trọng. Nếu mà họ có cái tin tức đúng đắn thì họ sẽ quyết định đúng, họ có tin tức sai lầm thì họ sẽ cái quyết định họ nó sẽ sai lầm. Vâng, là thử có một cái chương trình mà chúng tôi cũng lưu ý lắm là cái việc lấy chữ ký của đồng hương ở khắp nơi trên thế giới để mà yêu cầu Riverside đổi cái ý định của họ. Thì cái chương trình đó cho đến bây giờ như thế nào? Nghe nói là quý vị đã có cảm thấy website thì cái điều đó theo như chúng tôi hiểu thì cái website đó sẽ dựa trên cái website change.org của tòa nhà trắng của The White House đó, thì hiện giờ cũng là đang trong cái giai đoạn mà được thiết lập chứ chưa có xong. Còn những cái website lại đẹp khác thì tôi nghĩ rằng là nó không phải là một cái phương tiện mà hay nhất để mà làm cái việc đó. Thì chúng ta có được 100.000 chữ ký trên cái
website trên cái mạng lưới change.org đó, thì lúc đó chính phủ Hoa Kỳ, chính phủ của Tổng thống Obama cũng sẽ cử người để mà tìm hiểu vấn đề đó cho chúng ta. Vâng, dạ, cảm ơn nghị viên đã trả lời những cái câu hỏi của chúng tôi liên hệ đến cái việc ở Riverside. Bây giờ thì có một câu hỏi chót là chúng tôi nghe được cái tin rằng nghị viên sẽ ra cũng là ứng cử gọi là chủ tịch cộng đồng của miền Nam California, thì điều đó có đúng không hay là chỉ là tin đồn đấy thôi? Dạ thưa, điều đó là quả thật là đúng. Trong cách đây khoảng 2 tháng thì có nhiều vị trưởng thượng trong cộng đồng có liên lạc, có nói chuyện với tôi và khuyến khích tôi ra. Thì tôi lúc đầu thì tôi ngần ngại lắm, là bởi vì nội cái việc làm nghị viên cũng đã đủ là một cái gánh nặng mà nó đòi hỏi rất nhiều thời giờ, thành ra tôi ngần ngại. Nhưng sau khi sau một thời gian suy nghĩ lại thì tôi thấy rằng là để cho cộng đồng của chúng ta có thể tiến xa hơn và tiến lớn mạnh hơn nữa, nó cần cái sự đấm thân của những người trẻ còn năng lực và cũng có cái khả năng. Thành ra sau khi mà hội ý với lại gia đình thì với cái sự ủng hộ của gia đình, thành ra tôi đã quyết định là sẽ ra tranh cử. Tôi mong rằng tôi có thể góp được một cái bàn tay, cái công sức nho nhỏ cùng với tất cả với bậc trưởng thượng và nhiều hội đoàn trong cộng đồng của chúng ta, để tạo cái thế liên kết, mình làm việc với nhau vì một cái lợi ích chung, một cái mục đích chung, và xây dựng cộng đồng của chúng ta lớn mạnh hơn. Rồi từ đó chúng ta có thể có cái tiếng nói để mà kêu gọi cho cái việc tranh đấu cho tự do và nhân quyền cho 90 triệu đồng bào. Dạ thưa, về vấn đề luật lệ thì bây giờ nghị viên đang ở cái chức nghị viên mà bây giờ ra ứng cử thêm một cái chức vụ nữa là chủ tịch cộng đồng của miền Nam California, thì có gặp trở ngại gì về vấn đề pháp lý hay không? Dạ. Thưa không, tôi cũng đã hỏi và tham khảo với lại luật sư của thành phố Garden Grove và ông đã xác nhận rằng không hề có một cái trở ngại nào cả. Là bởi vì cái việc mà cộng đồng là cái việc hoàn toàn nó riêng biệt với lại công việc của thành phố. Vì vậy thành ra tùy mình thôi, nếu mà có thời giờ thì ông nghĩ rằng đó là một cái việc tốt đẹp nếu tôi có thể làm việc được và xác thực. Vâng ạ, nhân dịp Tết Ất Mùi thì chúng tôi xin chúc nghị viên và gia đình được an khang và thịnh vượng, và đồng thời cũng chúc nghị viên đắc cử trong cái cuộc mà ứng cử vào chức chủ tịch cộng đồng của miền Nam California. Và nhân dịp này thì chúng tôi cũng muốn rằng nghị viên có thể kêu gọi cử tri bỏ phiếu cho nghị viên, cũng như là chúc Tết đồng bào, nhất là đồng bào trong cái khu vực của Lít Thư Sài Gòn sẽ đi bỏ phiếu trong cái kỳ tới. Kính thưa quý đồng hương, trước tiên chúng tôi gia đình nghị viên Pháp Bùi xin gửi lời chúc Tết, cầu chúc cho tất cả quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý. Chúng tôi cũng mong mỏi là tự do, nhân quyền và đời sống thanh bình sẽ sớm đến với 90 triệu đồng bào của chúng ta còn ở quê nhà. Thưa quý vị, vào tháng 4 sắp tới đây thì cộng đồng người Việt quốc gia Nam Phi sẽ tổ chức bầu cử cho một tân ban đại diện. Tôi là Pháp Bùi quyết định lãnh thêm cái nhiệm vụ đó, để mong sao có thể phụ với lại tất cả các bậc trưởng thượng, tất cả các hội đoàn, tạo cái thế liên kết nhằm cái việc xây dựng cho cộng đồng và phục vụ cho cư dân người Việt tị nạn của chúng ta. Tôi rất mong mỏi quý đồng hương hãy dồn lá phiếu và bỏ cho Pháp Bùi với cái lá phiếu. Tất cả ai là người Việt Nam mà sống ở Nam Cali đều có thể bỏ phiếu được hết. Thành thử ra tôi mong là sẽ được cái sự tín nhiệm và lá phiếu của quý vị, để cho tôi có một cái cơ hội để phục vụ cho quý vị và phục vụ cho cộng đồng. Thank you.